Kính thưa quý vị và các anh chị, vừa rồi là những trích đoạn về chèo, quan họ và văn hóa dân tộc. Những trích đoạn này sở dĩ có trong live show này là bởi vì có rất nhiều quý vị khán giả từ nước ngoài cũng như ở Việt Nam luôn luôn theo dõi và để ý đến Phượng từ xuất phát điểm của mình cũng như ngày hôm nay. Nói đến văn hóa Việt Nam thì chúng ta có thể thấy rằng nó luôn luôn đẹp, luôn luôn là những cái gì đó sâu sắc mà cha ông ta đã để lại. Đôi khi chỉ là một câu thơ thôi, nhưng mà người ta có thể hát được rất nhiều làn điệu khác nhau. Ví dụ có cái câu thơ bút tre là: tiễn chồng ra bến ô tô, về nhà em khóc tổ tổ cả đêm. Thế nếu như câu thơ đó thì một người hát sẩm tàu điện, người ta sẽ hát là: tiễn chồng à ra bến ô tô, về nhà em khóc nghi ở tổ tổ cả đêm. Nhưng mà cái câu này chuyển sang hát chầu văn thì nó lại khác. Cũng là câu vừa rồi thì chuyển sang chầu văn, thể loại hát dọc thì sẽ là: ra bến ô tô tiễn chồng à, ra bến ô tô ý, về nhà em khóc tổ tổ ê, tổ tổ cả đêm ý. Đó là chuyển sang hát chầu văn. Và nếu như mà chúng ta, nếu như mà chúng ta cũng hai câu thơ đó thôi mà chúng ta muốn chuyển sang một thể loại hát chèo cũng có thể được. Ví dụ như là: em tiễn đi trong nghề thời ra bên nỗi tô ý. Trong ba miền đất nước Việt Nam, ở đâu cũng có cái hay cái đẹp, và ở đâu cũng có cái sang trọng lịch sử. Nhưng có lẽ ngấm vào mỗi chúng ta đó là những cái lời ru của mẹ. Nhà thơ Nguyễn Duy có câu rằng: mẹ ru cái lẽ ở đời, sữa nuôi phần xác, hát nuôi phần hồn. Bà ru mẹ, mẹ ru con, liệu mai sau lớn các con còn nhớ chăng? Kính thưa quý vị, người miền Bắc ấy, phụ nữ miền Bắc là người ta sâu sắc. Hát ru nó giống như là hò đấy. Người phụ nữ miền Bắc sâu sắc cho nên câu hát ru nó cũng sẽ rất là sâu. Ví dụ trong câu hát ru lại có một cái sự dặn dò, dặn con cái như thế này: à cha như núi Thái Sơn, nghĩa mẹ như nước trong nguồn chảy ra. Đấy là phụ nữ miền Bắc. Nhưng mà chỉ cần chuyển vào trong miền Trung Nghệ An thôi thì người miền Trung của chúng ta có chút sâu lắng đã khác rồi. Người phụ nữ miền Trung hát ru hay còn gọi là hò, người ta sẽ hát như thế này: ngờ chưa bao giờ hồng lịnh hết cây, sông Lam mà hết nạc thì tất cả quý vị ngồi đây vẫn chưa hết tiền. Cũng là miền Trung nhưng vào trong Huế nhẹ. Vào trong Huế thì người Huế nhẹ hơn một chút, vì người Huế là đi nhẹ, nói khẽ, cười duyên. Người Huế sẽ hát ru là: chiều chiều sông Hương núi Ngự,
câu trường tiền nhịp bảy nhịp ba. Đó là vào Huế. Nhưng vào tới miền Tây Nam Bộ thì người miền Tây là người phóng khoáng, mộc mạc, vô tư. Cho nên bản thân người miền Tây họ cũng không nghĩ ngợi nhiều. Họ du con đúng cái tâm tình của họ. Ví dụ người miền Tây sẽ hát du con như thế này. Trời mưa bong bóng phập phồng, mẹ đi lấy chồng con ở với ai, con sang ở với dì hai, để ba có cớ, để ba có cớ ba tái lại thăm gì. Vâng, nói về văn hóa Việt thì nó rất là nhiều, rất là nhiều. Và bây giờ thì có một cái câu hát này mà từ xưa đến nay có rất nhiều người họ hát sai. Tôi có mời ra đây là nam ca sĩ, một người anh, một người bạn của tôi, ca sĩ Hồ Quang Tám ra đây để cho tôi hỏi một chút thôi. Hỏi một chút quý vị. Xin quý vị một tràng pháo tay. Anh Tám ơi, cảm ơn quý vị. Anh có biết cái bài hát Nắng Ấm Quê Hương của nhạc sĩ Vĩnh An không? Tất nhiên anh rất là hâm mộ bài hát này vì quá nổi tiếng và anh hát từ xưa bài này cũng rất nhiều. Thế à? Thế bây giờ trước khán giả đây để vượm thử xem là anh là ca sĩ và anh thuộc nhiều loại nhạc thì anh hát đúng hay anh hát sai nhé. Anh hát cho Vượng và tất cả quý vị ở đây câu hát Anh Dệt Đôi Chiếu Hoa, và đến phần sau xem đúng hay sai. Anh hát thử đi. Anh dệt đôi chiếu hoa cho em trải giữa nhà, mời thầy mẹ sang chơi, để anh thưa. Kính thưa quý vị, là câu hát này có đúng không ạ? Câu này có đúng không ạ? Sai thì sai vì đâu? Anh Tám, theo anh thì câu hát này có đúng không? Với văn bản của bài hát thì anh thấy là nó đúng. Bởi vì là Vượng đã từng gặp nhạc sĩ Vĩnh An và chú có tâm sự với Vượng rằng: Vượng ơi, tớ rất là buồn bởi vì rất nhiều ca sĩ hát nó cứ sai sai của tớ một vài câu. Thế em mới hỏi là sai câu gì? Thì chú bảo là cái câu vừa rồi đấy. Không phải là anh dệt đôi chiếu hoa cho em trải giữa nhà, mời thầy mẹ sang chơi để anh thưa đâu. Mà phải hát đúng là anh dệt đôi chiếu hoa cho em trải giữa nhà, lừa thầy mẹ đi chơi, để anh sơi. Mà hợp lý. Giống như là của chú An Thuyên có cái câu bài hát là thương nhau rồi đừng cởi áo cho ai. Thế nhưng rất nhiều ông ca sĩ cứ thêm từ vào là thương nhau rồi đừng cởi quần áo cho ai. Nhưng phải công nhận là thế này này, em có cái giọng rất là lạ. Dạ. Tức là khán giả mà đi đâu ấy mà mở giọng em lên này, đấy là giọng Vượng Dâu. Cái điều thành công nhất là nghệ sĩ mà anh là cái người chơi thân với em, còn hâm mộ cái giọng của em vì nó rất tách biệt với mọi nghệ sĩ khác. Và phải hôm nay một cái live show rất là hoành tráng, phải nói là tuyệt vời em ạ. Cảm ơn tất cả quý vị ở đây. Chương trình mới đi được một nửa, cuộc đời Vượng Dâu vẫn chưa đến hồi kết. Và kính thưa quý vị rằng là cuộc đời Vượng Dâu nó đúng như là trong cái live show này, 22 năm khóc cười. Cho phép Vượng Dâu bây giờ mới là một nửa già chương trình thôi, nhưng nhân tiện đây cảm ơn tất cả các bác, cô chú, anh chị và các bạn, quý vị có mặt ở đây, tất cả những người từ Sài Gòn, từ Đà Lạt, rồi là Bắc Giang, Bắc Ninh, Thái Nguyên, Hải Phòng, Nam Định, Thái Bình, rất là nhiều đã trở về đây để yêu thương, cổ vũ cho Vượng Dâu trong quãng đời nghệ thuật của mình. Có lẽ rằng là còn rất nhiều những tiết mục ở phía sau nữa đang đợi chờ quý vị, và cho phép một lát nữa Vượng Dâu sẽ quay trở lại. Cảm ơn quý vị rất là nhiều ạ. Xin cảm tạ quý vị. Xin cảm tạ.